Xin chào tất cả các bác. Thưa các bác, ngày hôm nay trên cái chuyến đi công tác của cháu thì cháu rẽ qua bệnh viện tâm thần tỉnh để đóng tiền cho anh Mạnh. Đấy. Hôm trước thì em dâu của anh Mạnh có lên thăm anh Mạnh rồi. Đấy, hôm nay thì cháu qua cháu đóng tiền. Đấy, bây giờ anh em cháu sẽ đi vào trong bệnh viện để đóng tiền cho anh ấy mọi người nhá. Không biết là giờ anh Mạnh có còn đỡ buồn hay không. Đấy. Nói chung là anh Mạnh thì là béo tốt rồi này. À, vệ sinh cá nhân là cũng ok rồi, nhưng chỉ có một cái là chưa được cải thiện lắm, đó là cái lỗi buồn trên gương mặt. Đấy, lúc nào anh kêu là còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đấy, cuộc đời này không còn gì đáng sống. Đấy, anh toàn nói vậy thôi. Chắc có lẽ là anh tiếc cái túi bóng đen của anh ấy bị mất cái hồi vào bệnh viện anh em cháu lấy để đổi sang một cái túi đẹp hơn. Thì cái túi vải đó là cũng bị mất trong cái quá trình ở với bệnh nhân với nhau thì có thể là các bệnh nhân khác nhân lúc anh ngủ là lấy mất, nên là anh đang tiếc. Đấy. Bây giờ mời mọi người vào thăm anh Mạnh với cháu nhé. À, trước tiên là cháu vào đóng tiền cho anh Mạnh cái đã. Em người chị cứ đóng. Mình đóng 1,5 triệu nha. Đóng 1,5 triệu. Còn cái tiền nợ đấy, trả lại luôn đấy. Từ từ phải đến ngày. Trừ đi. Trừ đi cho nó đóng. Trừ đi xong còn đóng chẵn. 1,2 triệu. Trả nợ cũ và đóng thêm 1,2 triệu đúng không? Để chị đặt cái chỗ nợ cũ lên. Giấy tờ chị xem giúp em nhé. Ừ, được rồi, thế nhá. Anh ơi, khỏe không? Úi xảy, úi xảy, mồm kìa lại nhè. Khỏe không? Yếu không? Anh Đình chưa? Mới cắt tóc, ai cắt cho anh ấy? Có đầu đẹp ghê này. À, ai cắt đấy? Bác sĩ hả? À, được thương. À, là được thuốc trong bón ghê nhỉ. Mình xuất hiện là các anh em phục vụ anh Mạnh ghê thật. Vừa nửa xâm cho đại ca đây. Ui, đúng rồi. Đấy, anh tôn trưởng, toàn anh em tốt này. À, đây là cái công ty gì đấy? Logo. Anh đến từ America. 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 Đâu là cái logo này? Logo anh là lửa thiên. Không, đây là công ty lửa thiên à? Lửa thiên. Đây là cái logo công ty. Lửa thiên. Anh ấy xăm lên mặt. Lửa thiên. Thế trước làm giám đốc hay là phó giám đốc? Anh làm giám đốc điều hành. Giám đốc điều hành của tập đoàn Lửa Thiên. Ok. Trụ sở đâu? Trụ sở ở Bắc Ninh City. Nhưng mà văn phòng là đặt ở bệnh viện tâm thần đúng không? Không. Văn phòng của anh ở Vân Dương City. Núi Dạng. Giám đốc điều hành tập đoàn Lửa Thiên chi nhánh Núi Dạng. Đây là có logo công ty. Chào mọi người nhé, chào cả nhà nhé. Công ty gì đây? Think new, make new, together we success. Đấy, ok. Tiếng Anh. Together we success. À, chúng ta thành công cùng nhau. Ok. We success together. Đây. Đóng thử tiếng Anh nữa. Cho hợp tác kinh nạn 1, 2. Đây. Tiếng Anh ghê. Vì ai cho anh ấy? Cấp giả anh ấy. Cái áo mua cho anh đâu? Áo, quần áo nào? Quần áo mua cho anh này đâu rồi? Cũng cái túi đâu. Mí lấy gì? Hả? Mí lấy gì? Mí lấy á? Sao mí lại lấy làm gì? Anh lấy giặt hả? Không, đi. Nó đi ra rửa mặt đi. Cái phòng của anh chỗ nào? Rửa mặt cái đấy. Rửa tí cho. Đi vào đây rồi. Vào phòng nào vào. Đây phải không? Đây. Phòng này. Đây. Chú đây gì? Em á. Tí em nói chuyện anh quá hỏi Mạnh nhiều rồi. Nó hỏi đại ca không biết tiếng Anh nhỉ? Đấy. Ở đi ăn con đấy. Bật điện xong rồi đây rồi. Đây em vào ngồi. Vào đây ngồi. Ngồi. Thế là cái áo của anh là chị gái anh lấy rồi hả? Thế lấy bao giờ? Thì
3-4 ngày. 3-4 hôm đấy hả? Đến thăm anh hả? Thế lấy về làm gì? Đây. Đóng mới làm gì à? Thế về có thích ăn thịt thối các bác nữa không? Thôi. Có thích gấp lốp xe nữa không? Hả? Thôi. Thế bây giờ về thì không đốt nữa nhá. Vâng. Thế thì nấu ăn uống như nào có tự nấu được không? Tự nấu được. Thế bây giờ em cho anh ở lốt tháng này, là tháng sau là em cho anh về nhá. Ừ. Nhá, như vậy là chốt với anh là bây giờ là bao nhiêu tháng 2 à? 27. Bây giờ 27. Sao thôi anh à? Không, nó bị chạm một tí, nó xong rồi. 27 tháng 2 phải không? Ừ. Thế là cho anh ở đến hết tháng 3 nhá. À, em sẽ gọi anh về. Cho anh chúc đất nước Việt Nam mình này. I wish our country is the future more development. More and more, more development. Áo, oh, ok. Vào đây anh. Me too. Me too, ok. Đủ hai. Sau, how to development? How? Together. Ah, together we success. Together, ok. Chưa nói hai chưa. What do we do? I do hotel. Restaurant, resort, lửa thiêng group, lửa thiêng Do you understand? Yes, I understand. Okay. I understand. Okay. Tối hai anh em ngủ cùng nhau nhá. Hai anh em ngủ cùng nhau. Không. Không có chúng mình cùng phòng kinh doanh nó, phòng kinh doanh nó, phòng kinh doanh có tổng đốc nó, tổng đốc kinh doanh chúng mình cùng ra chiến lược, sách lược nó, sách lược và chiến lược nó, rồi vĩ mô, đúng không? Vĩ mô có và vĩ mô có. What do we do in tomorrow? What do we do tomorrow? Tomorrow I'm I sleep. Ui. You sleep but 9 o'clock. Morning. What do you? Morning. I drink coffee. Drink coffee and smoke cigarette. Drink coffee and smoke. Smoke cigarette. Do everything. Outside. Trụ sở chính là Thiên Bắc Linh. À, trụ sở Thiên Bắc Linh. Còn đây là sorry. I'm interview myself. I'm Long EU. I come from Bắc Linh. Mike. What does he do? He farmer. No. Hello. He's a brand director. À. We think new, make new. Oh, think new, make new. Yep. Think in the future. Yep. do like go Charlie.
Me too. Can you clean his face by muốn clean his face, his face, giọt cho vậy, you not him, I'm gay là đi tờ, he is bad em đây hết rồi, I'm gay là đi tờ, là cái gì đấy? Hả? Là gì vậy? Tổng đốc. Giám đốc. Nghe là đi tờ ấy. Hotel. Hotel Long EU. Khách sạn Long EU. I'm bigger. He is big. I'm so bigger. He is him. He is big hit in here. No. Me. Can you nhúng ướt khăn mặt? No. Đây bảo điều hành. Rửa mặt đi. Bốn toàn cho rồi. Lớp ra khăn mặt thôi. Dơ ra rửa mặt đi. Quát cho lên. I am Khói Thiêm. Yes. What is your full name? Full name. Khói Văn Thiêm. Khói Văn Thiêm. Are you married? Yes, I have a wife. What? How many children have you got? I have two children. Two children. Okay. Mày phải học quá tiếng Anh mới sao này. You do. Lửa phải đốt cho khói, lau khói. I am Brazilian. Brazilian of country. I'm a big kid. You clean. Aframilita. You do. Chết rồi, anh Mạnh ngồi hoang mang. Không hiểu. Tôi đang ở đâu? Đây là đâu? Tôi là ai vậy? Ai quay anh? Ai quay anh? No, camera này. Gặp anh nói mấy câu cho đất nước mình nhé. Đây, anh vẫn quay đây. I wish our country in the future the people have more and more dollar and money. In the future, near future. We have to action speech thousand work. Chỉ đạo clip đi các bạn. Ok. Chỉ đạo clip. Ok. We have to action speech thousand work. Action. Can you chỉ đạo clip khăn mặt? Ok. 4. Giám đốc điều hành. Rửa thiệt. Where do you live? I live in Nguyễn Gia Thiều. Where are your room in here? Where are your room? Where you ask me where be your room in here? Your room. Lake room. Ah, lake room. What do we often go? Sometimes. Not always. Gì đây? Gì đây? Hai anh em nói chuyện gì từ đấy rồi? Có phiên dịch đấy chứ? Tức là hỏi anh ý là có rule to how many people in your group? Your group? Người thiên group? How many people? About
million. 1 million. 1 triệu người trong tập đoàn. In the future là 1 million. Yeah. Em nào? Nào? How nào nào? 1,000. 1,000. In here? No, no. In 7 lính. In 7 lính. 7 lính. 7 lính. Là gì? 7 lính sẵn. In 7 lính sẵn. 7 lính sẵn. 7 lính sẵn. 7 lính sẵn. Where? Put provide. Yeah, okay. I understand. 1,000 people. Put provide. Do you know speak Chinese? Ah, okay. Chinese. Yeah. Để anh mạnh tí nhau. Yeah. Yeah. Anh nghe một chuyện vui không? Thường thôi á. Anh nói cho em vui hơn rồi. Nói chán rồi hả? Mất hết đồ rồi hả? Hết rồi. Mất hết, cho anh 1 triệu nữa. 1 triệu làm gì? Cho 1 triệu nữa. Thế là em về em tài trợ anh cái cổng xong cho anh ở nhà cũ nhé. Ok. Chốt không? Mô sinh hóa mình cái anh bắt thì đi đâu rồi. Chúa cho anh cáp của chúa. À cáp hả? Cáp không ăn. Ai đó đi không? Ok. Khói thiêm rồi. Đấy, sơ mò lơ gian. Chúa cáp không? Chúa cáp không? No. He is the driver. Driver B. And my group is sơ mò lơ gian do group. Yeah, nửa trên group is big it. Nửa trên group. Nửa trên group. Nửa trên group. Nửa trên group. Big. Nửa trên group. Có tay nhau luôn. Cộng tay nhau không để lên nhiều chi nhánh luôn. Nhiều chi nhánh các bạn lương luôn. We can. Chúng ta có thể không? We can do everything. We can do everything. Cùng cho đất nước mình phát triển. Okay. Thu nhập bình quân tầm 50-70 kg một đầu người trên đầu người trong vòng 15 nữa. Đấy là đỉnh cao của giới trẻ anh em mình đúng không? Trách nhiệm anh em mình nó trả gì đúng không? Trách nhiệm anh em mình trả. Lương của nhân viên anh bao tiền? Lương của anh là tầm khoảng 3,000 đô. Khoảng đô nhân viên. Thế còn anh nữa anh? Nay tính mỗi đêm cũng chảy về 1 tỷ đồng. Ui, lương của anh tính bằng đêm. Ok, để tốt tập đoàn nó khen nó kiểu đấy. Tức là tập đoàn nửa thiêng nó kinh doanh về đêm bởi vì là đêm mới đốt được. Thì nhìn nó mới rõ, thì ngày đốt thì nhìn bắp. Đúng có lửa. Em đi lại ban ngày. Đêm mà em khói là không ai nhìn thấy. Khói là phải ban ngày. Anh nhau, chứ nào cũng nhận anh, chúng cũng nhận anh. Rồi trẻ anh em phải đưa đất mình giàu có. Chắc. Một người, ngày mà đúng đêm, đưa đất phát triển. Đúng rồi, người dân mình còn nghèo đúng không? Người dân mình còn nghèo, đất mình còn nghèo đúng không? Đúng không? Đúng không? Em mình khách quan, dân kinh doanh, dân kinh doanh biểu cái đấy đúng không? Rồi, ok. Thế nha, cố gắng sức khỏe nhá. Cho anh đưa thuốc nữa để cho anh mạnh hút rồi. Tôi. Can you put one cigarette on the mouth? Okay. Can you nửa tiếng? Pour khói tiếng. Wait, Brian director. Anh mày ơi. He bắt đầu đốt. Anh mày nhờ. He đốt. Tạo ra lửa thiêng, okay. Em tạo ra khói thiêng. Ok. À. Lên, đưa lên. Hi, ít giám đốc của hai công ty. Một phát làm hai việc luôn. Hi làm hai job, đúng không? Hai job, hai công việc. Hai. Tao, biết chưa? Hết từ mới chưa? We have to action.
Speak loud than what? Have to action speak loud than what? Làm nhiều hơn nói phải không? Đúng rồi. Tell you do loud. Right now. Well, we have to talk about everything in the world. Plan. Nếu do plan. Our plan. To develop our country. To develop. The big hit of the world. Big hit of the world. Big hit of the planet. Planet. Okay. What do he do? He đã có liên tục. Đúng không? He cho anh ngày đại nhé. Cháu chào chú đó, là chức cháu trêu chú ấy, chú phải hiểu văn hóa cháu chuyên Anh, cháu trêu chú chú ấy, chú rất vui chứ, chú cho tập đoàn về theo dõi cháu nữa, cháu trêu chú ấy chú ạ, anh chuyên Anh trêu chú cho chú vui này, anh trêu cũng giả rất vui à, rồi bút bố hay bút con gì, ông anh trêu bút bố hay là bút con, bút con. Rồi em chơi với bút bố. Đấy, em uống nước sốt mà. Tí qua nhận đấy. Gặp sốt. Tí qua hai bố con uống nước nhá. Được không? Đi. Tí qua hai bố con uống bút uống nước nhá. Được không? Nếu mà em gọi được hai mình bay sang đấy. We have to fly American together and speak. Đây. Make stop the bút. Stop, listen. Okay. I am president. President, yeah. Do you understand? Yes, I understand. Hút nhanh lên để em về nhé. Hút mạnh lên. Đốt nghiêm túc lên. Nói chung là trong những phút giây vừa rồi, cháu hy vọng rằng là cháu và anh Lửa Thiêng mang lại cái niềm vui ngày cuối tuần cho các bác, vì là cũng gọi là hôm nay thì gọi là cũng căng thẳng. Ngày hôm nay cháu đi làm từ sáng giờ hơn này cũng gọi là có một chút đùa cho các bác vui. Nếu các bác cảm thấy là nó hơi đùa quá thì các bác thông cảm. Thì cháu muốn thực ra vì có một bác comment là bác đấy cháu không nhớ tên, nhưng bác bảo là xem những người tâm thần ấy thì rất là vui, bởi vì đa số những người bị bệnh đó thì tâm lý họ là như một đứa trẻ, và đứa trẻ thì vô ưu vô lo. Và cái sự hồn nhiên của đứa trẻ thì ai cũng thích, đúng không? Người tâm thần thì nó cũng giống như một đứa trẻ vậy. Họ là một người có thân xác lớn, cái tâm hồn của họ rất là đáng yêu. Phải nói như vậy, đáng yêu. Dễ gần, dễ thương. Đấy là một số nhé. Còn có những bệnh tâm thần có cách gọi là kích động thì không nói. Gọi là động kinh thì mình không nên gần vì họ có thể là gây hại cho mình, đúng không? Còn tấn công mình. Thôi được rồi. Cho anh nói chuyện. Bút ra sai. Cho cháu gửi các cô chú tất cả các lớp người ta đến đây cháu chúc các cô chú mạnh khỏe, số lượng tuổi tiền vào như nước này, tiền rất luôn nhiều tiền này, thì cháu học chuyên ngành du lịch khách sạn nhà ấy, cháu muốn đất nước mình phát triển theo công nghiệp không khói, đất nước mình kiểu như giống tất cả toàn nước ngoài về nước mình ấy, về du lịch và mua cái đặc sản của nước mình ấy, mua cái đặc sản văn hóa thì để cho mình phát triển ấy. Thế thôi, cháu cũng chỉ cho chúc thôi, thôi cháu đau đỏ nghĩ lại gì đó. Cái bác cái gì mà hay mà cùng ngồi ở đây à? Anh không biết. Bác gì bác ở trước mà không phải bác tục về à? Tục về rồi. Về chỉ đạo tập đoàn này, anh không làm bên chi nhánh nào ấy? Anh không biết này. Không chuyện ạ. Thôi mấy mạnh nhá, cố gắng nhá. Hôm trước là chị đi đến chơi đúng không? Thế mấy tháng đến chơi một lần? Một tháng cũng thế. Một tháng một lần. Chưa biết được.
và mới chắc chị bằng thời gian thôi được, cố gắng nhé, khăn mặt một tí giặt đi nhá. Ê à, Kenny chỉ đạo giặt khăn mặt à, cháu chết tự về thần kinh ấy, anh nói ngay thần ông thần, kinh ông vua, ông vua thần kinh, thế thôi. Nói ra không mặt. Ok ok, thank you. Bây giờ bỏ luôn. 4. Giặt khăn. Giặt cháu ấy. Được rồi. Nói lại các bạn. Chị đạo các bạn. Trời ơi. Thế thôi. Trời ơi. Chú có khói thiên. Mẹ ơi. Đúng anh em. Em về nhá. Em về nhá. Không lỗi rời xa. Em tên là gì? Thằng Như, cháu biết. Em tên Phúc. Em tên là gì? Chẳng nhớ. Em tên là chẳng vẫn nhớ. Trời ơi. Anh ấy tên Thiên. 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 Phúc Thiên. Phúc Thiên ấy. Phúc của Thiên. Bắt tay Phúc á. Ok, bắt tay nhá. Bắt tay chặt chẽ vào anh ấy. Ok anh em, anh em về mai anh tối nay anh em mình lại gặp. Nếu okay. Em lại bắt tay Thiên. Hai anh em ở đây rồi. Bao nhiêu phút rồi? 22, 23. 2 phút vẫn quay tiếp. Tưởng là lâu quá rồi thì tôi tạm thời tắt, nhưng mà nếu mà 20 phút thì các bác xem tiếp đúng không? We want visit Australia in the future. Australia. Kangaroo. Yes. Australia have kangaroo. In Australia have more sightseeing. Sightseeing. I don't understand sightseeing. What? Cảnh đẹp. À. Cảnh đẹp. Ok. Con nào không nổi gì. Mạnh đổ nước. Mạnh nước à. Thôi em về. Anh mày ơi, cất khăn mặt đi. Anh mang khăn mặt bây giờ anh xem à. Để cho nó bây giờ mà. Mang về. Nhưng mà anh giặt được cái khăn mặt này thì là em sẽ cho anh về tháng giới nhé. Không giặt được thì ở đến cuối năm. Ở đây có mùi gì thơm thơm. Không, anh phải múc đầy thau xong anh giặt chứ. Múc nước đầy thau vào. Rồi, ok, giặt đi. Mình xem nó giặt được không nào. Giặt mạnh tay lên. Giặt, đúng rồi, giặt cửa giặt như là anh em đi. Giặt mạnh vào. Thấy chưa nào. Nhúng cho sâu xuống nước thôi. Đúng rồi, giặt hai tay. Hai tay. Vắt kiến nước thôi. Đúng rồi, ok rồi, thôi, tao lên thôi. Thôi em về nhá. Thế con chào em không? Chào bạn, ok, chào anh nhá. Bye bye lửa thiêng. Anh em good bye my love. Anh em bắt tay khóa thêm lửa thiêng, ta cộng tác với nhau luôn. Trong hôm nay khóa thêm lửa thiêng phải phát triển đi. We need money. For our group. Because can not anything. Okay. Okay. Gọi. Cháu sĩ ra đây, đứng cùng ông lửa thiêng này cháu mở cửa. Tiếng Anh. Rồi bây giờ anh em cháu lại lên đường tiếp tục đi làm mọi người nha. Tạt qua đóng tiền vào thăm anh Mạnh. Và hy vọng rằng những phút giây gọi là giao lưu đùa vừa lấy sẽ khiến cho các bác cảm thấy là thoải mái và đỡ áp lực hơn trong cuộc sống. Cũng như là có những phút cười. Anh em cháu xin phép dừng video tại đây và tiếp tục công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha. Chào các bác ạ.